Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin phòng trị bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ về chủ đề bệnh OLT trên gà. Thì nguyên nhân là do một loại vi khuẩn có tên khá là dài là Onotobacterium rhinotracheal, được viết tắt là OLT. Bệnh này thì thường xuất hiện trên gà từ 2 đến 3 tuần tuổi trở lên, gây thiệt hại tới đầu con rất là lớn cho người chăn nuôi. Đầu tiên chúng ta đi đến các cái triệu chứng: gà khó thở, lắc đầu, vẩy mỏ, sốt cao, chảy nước mắt, nước mũi, sưng mặt. Hiện tượng tiêu chảy dịch viêm trên nền chuồng thì chúng ta có thể thấy rõ trên cái hình ảnh mô phỏng. Một số hiện tượng là gà thường chết trong cái trạng thái ngã ngửa. Trên con gà thì đẻ thì có thể gây giảm đẻ, đẻ non, vỏ trứng rất là mỏng. Bệnh thường phát sinh theo từng ô chuồng chứ không ổ ạt. Ở thể mãn tính thì con gà còi cọc chậm lớn, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ chết lên đến 20-30%. Về thể bệnh tích thì bên trong khí quản, hai phế quản chính và phổi có bã đậu và dịch mủ. Túi khí có bọt, có mủ màu vàng, có màng ở túi khí, gan và tim. Phổi bị viêm hóa mủ tập trung hoặc rải rác trên bề mặt. Về phương pháp điều trị bệnh ORT thì thông thường bệnh ORT sẽ hay ghép với các bệnh khác, có thể là nguyên nhân chính, cũng có thể là bệnh kế phát sau các bệnh khác. Nguyên tắc thì trong điều trị ORT chúng ta cần lưu ý ưu tiên bệnh nào chết nhiều thì điều trị trước. Ví dụ như đàn gà bị nhiễm ILT trước, sau đó bị kế phát ORT thì chúng ta nên làm lại vaccine ILT cho uống liều gấp đôi hoặc là nhỏ mũi rồi ngày hôm sau mới tiến hành điều trị ORT. Về phần điều trị thì được chia thành hai bước. Bước thứ nhất là giảm sốt và nâng cao sức đề kháng. Chúng ta có thể sử dụng các loại sản phẩm sau đây: Eco Parace, Eco Brohen, TD bổ gan thận, TD Lactomin C và Minoginseng. Trên đây là các loại bổ trợ như là vitamin tổng hợp để nâng cao sức đề kháng cho con gà. Về bước 2 thì tiêu diệt kiểm hãm mầm bệnh, có một số loại kháng sinh nhạy cảm với lại ORT như là TD Cep ADE tiêm và TD LA A+4.0 tiêm, TD Doxy, TD Block 2 kết hợp cho uống hoặc là chụp thức ăn, hoặc cũng có thể là sử dụng AZ1 Gold. Do bệnh này xảy ra chậm nên là liệu trình điều trị kéo dài trong khoảng thời gian 5 đến 7 ngày nhằm tiêu diệt triệt để mầm bệnh. Bên cạnh đó chúng ta nên chú ý dọn dẹp vệ sinh chuồng trại để phòng và các mầm bệnh lây nhiễm có thể xảy ra. Thì trên đây là tất cả các phần chia sẻ của mình về bệnh ORT trên gà. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng trị bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị truy cập website econamdung.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 88 2018. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.